Alo alo, chào ông bạn, thì công bạn đó là Super Mario Channel. Quậy quá. Nó sao tao đọc nó mình giờ mới làm xong luôn. Đời nó khốn khổ thế rồi, giờ giờ mới làm xong. Chắc là mình mệt quá. Mình mệt quá mình ngủ nếu được. Rồi một phần là mình thức trễ quá, giờ một quấy là mình nhắm mắt đéo nổi mà mình mệt mỏi rồi, nhưng mà mình ngủ nếu được nhắm mắt là kiểu điện thoại mình phải mở ra không, má nó cứ lâu lâu điện thoại. Mà nay in mới giấy rồi, nó tốn tiền rồi. Đang rồi rồi bó sấp được bạn ngủ rồi thế luôn. Hello nha, có đi bạn ngủ luôn rồi. Dịp bạn hang thì nó ngủ mẹ rồi, đồ má bó đi chim rồi, được mẹ mệt quá. Mình luôn má mình là cánh lòng à. Ôi, nói có lòng mà cánh lòng à, không có ráng thì sao. Pet à, 6 nè, ôi được mà 66 là đấy. Đéo hiện đủ mất rồi. Evolution rồi nè, Evo nè, Lu nè, ok rồi, Evolution 6 nè, tự động sale nè. Ủa đi mẹ, sẽ lên kiếm này rớt con mẹ rồi. Vãi lầu nè, tự ngoại, đủ mẹ vãi lầu nè. À đi mẹ, kiếm lộn kênh, con mẹ nè. Kim lộn các bạn ạ, à. Đụng nó kim lộn, kim lộn ai, kim lộn ai, kim lộn ai, kim lộn ai. Đụng má kim lộn rồi, địt con mẹ nó đưa lộn kênh đến cọt rồi. Ngàn chi đụng má sai sai. Rồi đụng má chuyện gì vậy, địt mày đến cọt cái lộn rồi. Nó thật đáng sợ với lộn. Phải bót lại nè, được ngoài má mình sao với lòng. Má mình mệt, mình đéo biết mình có mấy đứa bạn rồi nhắn tin mày có việc gì không, có kiểu mình kiểu má chẳng lẽ định mà mình kể hết chứ tụi nó vỡ chuyện nổi rồi. Rồi đồ má ráng ráng bót thằng câu mẹ rồi. Ở địt ngoài đéo có Nhật Bản, phải lồn. Tôi đau bắt này về là địt mẹ chỉ có lấy Nhật Bản thôi mà, phải lồn địt ngoài. Nó mệt phải lồn, phải ráng à. Lỡ bạn nghe động máy giờ kia mà địt mẹ giờ kêu là mệt mệt. Đó biết mà, mệt mệt. Mình sẽ cầm bé là bộ đồ nha đâu, bé thích lắm. Chúng ta hãy quay ngược thời gian vào những năm tám mấy nè. Vâng, rồi đối đầu với cổ xe tăng Đức, cổ Đức đúng không, Đức không, 80 năm mấy hơi xài à, đúng rồi đúng cũng năm đúng rồi ấy. Và có áo thiên thanh và cổ xe tăng Đức rồi lấy có Nhật cùng ngoại đó và Galaxy kiểu kiểu. Rồi, đồ quá, à, tôi bây giờ chích mẹ là bính lộn rồi, lộn tiêu rồi. À, đi mẹ, đâu tao tiêu quá. Đây gì, đây dày, đâu mẹ, đâu tiêu quá mẹ, mệt mỏi. Rồi, đủ má, biết cọt, đủ má cái lộn nữa rồi. Mạng cuộc sống nó khó khăn quá các bạn, được mà đá bét biết được mà chính mẹ
Đụng má sao cái mặt camera lại sida vậy? Đụng nó chuyện bậy à. Con mẹ tôi thấy nó sai sai. Camera sai với lồn luôn. Đó, phải dài mới đúng, nghiêng nghiêng. Đụng nó nghiêng thiệt luôn, đụng nó. Tôi đá cái camera kia nó nghiêng quen rồi, tôi đá này để quen ta. Đó, này thằng nghiêng, nó nghiêng thiệt chứ đâu phải là đụng. À, nó nghiêng thiệt các bạn ơi, đụng mắt quay mà nó nghiêng phải lâu vậy. Ok, nó lại đi, có không nghiêng là tôi có đá dễ hơn thôi, không vấn đề gì. Ý đụng má đứt con đá cục xúc nha, đéo thể cạc kia địt mà nó lái đụng ý chơi sau. Ui, mẹ chơi sau đéo thành công lồn, mình đéo phải say đâu, thề mẹ luôn. Mình mệt quá, làm thế sao đụng nó mệt nó lồn nguồn tính để mà tùm lum cùng vấn đề đơn giản để mẹ hoặc lại ngồi tính sức tại mấy vấn đề điện đó nó kiểu lồn đó. Nói chung là đợt hàng cuối năm này là mình có cái máy để mà mình gửi ra để mà tỉnh miền Trung, thì đầu mình hứa với khách là đầu là cuối thứ hai là ngày mốt á là mình giao mẹ, hôm nay thứ bảy rồi mẹ một đời. Úi xồi, thứ bảy mình, lần thứ hai mình giao này, thứ bảy mẹ rồi mình bó tay con mẹ luôn sốt. Úi xồi giờ đều má đéo thấy cặt gì hết, đủ máy chưa, mình đéo thấy cái máy chưa xong, mình đéo biết cái máy nó chạy được không thì nó chưa xong, đủ tối nay thì biết nguyên nhân rồi, cho nên là đủ cũng ráng ráng cố gắng ở địch mẹ luôn mà đủ chạm lên vi bố. Nay thì đá FIFA má đá mỏi, đá với bạn mình nổi quá, mỏi mình đá mỏi. Việc mẹ nói chung là giống từ như cặp. Nói chung hôm nay mình đá FIFA đéo nổi, phong độ đéo như ý muốn rồi không. Trận đầu là mình giả đá 4-1, trận sau rồi nó thua sắp mẹ mặt, hoặc là sắp mẹ mặt luôn. Đấy còn gì thì mẹ, đấy còn có thể thì mẹ lý do lý cháu nữa, đụng à, tao mệt chắc đéo phải rồi. Mà đúng là hơi stress thiệt, lúc sau là nó mệt, giờ là mệt phải lồn rồi, lúc sau là ý gì bây giờ là nó mệt phải lồn luôn. Ngồi mà đụng má bị ăn vả phải lồn, hàng dây mà hàng chích con đi mẹ luôn, mình đéo đúng gì nào ấy. Mà ngày mai là hàng tiếp nè, để coi coi chuyện gì xảy ra. Úi xồi đụng má chuyện vậy rồi đó. Nó được đê trời má, sẽ làm vẫn là Paris. Bức tường cuối cùng đụng má từ cuối cùng hay quá, đứng đó nó xạ liền xuống hụt ngay đi mẹ. Tờ đó mở cánh thoáng quá chuyền. Ôi chết mẹ, nó quay được rồi, đụng mấy cọt cả nhau má đụng mấy mệt luôn. Đợt hàng của năm mà làm sự chết phải luôn, đụng kiểu như là đợt hàng này mà nó thành công thì mình có tiền ăn Tết rồi, còn nếu thành công mà đụng quá mình phải bán xe bán này kia, nói chung nó cũng không có tệ ở đâu. Thì cái điệp mẹ chui lồn đi, điệp mẹ chui lắm đấy, mấy con chó này, điệp mẹ mấy Đức, mấy thằng điệp mẹ Germany, điệp còn mẹ, mình có thằng bạn còn tính Đức khá là tốt, để là chửi Đức được. Dầm ba thằng cổ sẽ tăng nhẹ ghẻ thằng rỉ á thiên thanh bả chết mẹ. Mình là fan đội tuyển Ý, hồi xưa là fan Brazil, mà sau này fan đội tuyển Ý. Fan Brazil là do có Kaka, mà Kaka bùi dập ở Real quá. Ôi địch con nó gọi là tinh, ôi rồi ôi đéo vào mình được địch nha. Sao giọng mình địch mẹ kiểu địch mẹ phong cách địch mẹ là gì? Vậy giờ sẽ đéo nào để hiểu thôi, mình nói về miền Nam cho nó lạnh tại bây giờ miền Bắc của mình nó dở lắm, nó kiểu như không hay, chứ miền Bắc người ta nói chuyện hay lắm, giọng người ta hay chấp âm, giọng mình được như cất vậy, nhưng mà giọng mình nó cứ thứ đéo nào mẹ khó đẻ. Ok chuyện của dấp, ui con mẹ đấy hụt mẹ rồi. Ui rồi
đơn giản. Dăm ba của sức tăng, ôi giời tóc bạc kìa, ôi giời dành nhá đấy, dành banh với hậu vệ luôn. Ôi giời, lướt qua là lùng gì mẹ cái gì đây. Lâu ấy bị đỡ mệt phải lâu. Để mà không tính nói chuyện mấy cái chuyện này với mấy ông bạn mình nghe. Nhưng mà đầu má tụi nó là nghĩ được mẹ tao đổi cái thùng rác cho mày, mẹ còn nói thôi mà đéo quá, mẹ thế thế nào đố mày về được nữa. Chúng ta cũng sẽ có một giai đoạn coi ai có là thùng rác hay không. Con cũng cặc gì cũng nói, và cái này là cũng cặc hay là xem chim với tao đổ quá nhiều mà được mẹ được gì. Ơi đúng rồi, tinh tế là thế. Xời dành banh dễ quá cơ. Ui đúng, bố điệt mẹ này láo thế. Điệt mẹ mày, ui rồi mẹ chết mẹ ơi. Ba giây đừng chạy ra sai. Ờ đúng rồi, chạy 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 trong. Đấy là được cặt gì đâu, đúng là lồng này phế lắm. Điệt mẹ mày. Một đôi chị dây bắt đầu ngang nè, ui xuống địch con mẹ lồn đỡ banh nổi lồn rồi. Chụp 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 muốn vào đây á, xuống địch mẹ xuống đất được, bắt đầu về nè, ui xuống kìa. Một khao ấy, áo thiên thanh là vô địch à, cũng hơi xui. Mấy cái mùa Euro World Cup vừa rồi xui vãi lồng. Nói chung là cần phải có một pha gọi là tẩy huyết tẩy vậy các bạn. Huyết tẩy tẩy là kiểu thay máu á. Chút một chút, pha là cái kèm tinh tế này. Pha là cái kèm tinh tế này. Úi xụi, mẹ nó tế tinh tế cặt. Mình quên mất, đéo phải là FIFA Play 4. Mà đây là Bet 6. Những tựa game hack não nhất, dòng bet khó đá nhất về tất cả các mọi mặt, sút phạt, sút thường, grab banh, tạt tạt bóng và địch và phải lồn là xém thua, phải lồn thế. Mình đánh giá cao thì mấy các bạn tên chữ nổi vậy này, địch mẹ màu đỏ đỏ. Các bạn bắt này nó có lịch sử rất là lâu đời các bạn không? Nó là lịch sử năm 13, 14 gì vậy, 13, 14 hay 14, 15 gì đấy. Hơn và nó còn hơn thế nữa, tại vì trước đó là bản mắt nó được hoàn thiện khá khá rồi, nhưng mà kiểu nó vẫn chưa được tách riêng ra, nó vẫn chung cụm với Bách Solim, chung cụm với Bách Solim, nó chưa được tách riêng ra. Thì mãi đến sau này nó mới được tách riêng ra bởi một số một đội ngũ nhất định. Thì Việt Nam cũng có người đã thành công tách kiểu như tách biệt hẳn luôn và thay một số đội khá là ngon, ví dụ như là một số đội như Thái Lan hồi xưa, Việt Nam hồi xưa, danh thủ hồi đó, danh thủ những năm mà đừng nghĩ sâu xa, danh thủ những năm ví dụ như danh thủ những năm 80 Việt Nam rồi, danh thủ những năm 89 90 ấy, rồi danh thủ những năm chín mấy 2000 mấy, nó có một chặng đường dài thay mấy cái đội ít mình ít đá thành đội Việt Nam, Thái Lan đó. Thái Lan hơi khó, tại vì cầu thủ Thái Lan là khó nó thiệt, cho nên là hay Việt Nam thì nhiều nhưng mà nó không được hoàn thiện lắm, không được đẹp lắm thôi. Tại vì nó thẳng là cái ai mà có cái bắt phay cái kiểu mà đầy đủ được. Cầu thủ hồi xưa có nhiều cầu thủ lên báo đúng rồi, có một lần đá siêu hay lên báo một lần đó. Các bạn này khó tài chết mẹ không, bạn này tặng ngựa. Ôi liệt mẹ, ôi cái đó là mình tính là qua người luôn đúng là vậy, nhưng mà mày kèm ghê quá ở giữa này, ở giữa này cái kiểu gì bạn cũng phải là bạn, nếu mà bạn cho cánh đi ra ngoài á bạn phải chịu cái là tấn công trung phong trung lộ. Nếu mà bạn cho cánh chạy ra chạy chạy ra vô trong á thì nó sẽ tấn công cánh đơn giản, nên là chạy người bạn kéo, bạn bị kéo người liên tục là bạn bị thu quát luôn. Điệp mẹ nó câu banh nó tôi tạc sớm mẹ đi dân tha tạc chứ lồn gì đó, điệp con mẹ năm hậu vệ đã đánh đéo được cạc gì phế thế.
Đây là đường cánh nè, đấy bây giờ là coi coi vô trung lộ ở trục mẻ thì vô trung lộ à, mở lộn ta khác bọt ngay. Úi. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Chuyện gì xảy ra đây? Ôi trời, 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 trời. Ôi đi con mẹ bị đẩy à, vãi lồn. Không sao, chúng ta truyền. Đánh đầu léo vào thôi, đi con mẹ mày. Mà toét. 21. Đẳng cấp. Chung là dễ đá đéo khó mẹ bên này mình chung là do một lời hứa mình tưởng có mấy em rồi các bạn hiểu không, hóa ra đéo em các bạn, nó lại rất là vãi lồn, nó rất là vãi lồn các bạn, đéo phải đơn giản. Còn tay còn thôi chúng ta hãy tập trung đá banh nào, cú sức nhạc ô mẹ lấy chuyện dạt xuống à. Ô té mẹ luôn con tiểu thế. Nhưng mà không nhận đá pha lên 4 sau giờ mình đá cái đéo gì cũng đá cũng được. Ôi giời, lừa mấy này là tuổi. Mấy này tuổi mình luôn, mình lừa cái. Ui xoay rồi, ui mẹ lấy rồi xoay à, lộn. Kiểu đâm mình á, nhưng mà kiểu chạm banh mình thích chạm banh đâm mình hơn, kiểu điêu dân với lòng mày 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 tạt ba cú đó thì tao biết thừa mày, kiếp mày nhâm ba nào thêm vàng mày. Đây giờ mình chơi cánh tiếp đơn giản thôi, có hai ông nội đá cánh hay thì làm mẹ gì, nếu phải đá cánh hay nữa nhưng mà đá cam hay vậy. Úi xô điệt mẹ, đúng rồi, AI mẹ có khác. Mày điệt con mẹ phải lồn. Phải lồn thế. Điệt mẹ bất thế. Nói chung là đá này mà phải cẩn thận thôi thôi. Điệt mẹ đôi chuyên đủ quá, mình tự chuyên có được mẹ đọc cánh mà để được. Nó nói chuyện đâu. Úi, bữa nào mình ngồi chỉnh cái tổ hợp phím tổ hợp phím chỉnh cái cream nó hiện cái game cho anh cầm cho nó tín hiệu, tay cầm cho các bạn coi mình hiểu lý do tại sao mình đã làm thế. Úi rồi mình tưởng nó chạy tới, mình tưởng nó cao lắm mà giờ nó lùn lắm, pha nó đè thế là được rồi. Biết cọc cái gì lúc đầu tưởng tử tế lắm, hay là nếu phải thế giới thế kinh. Mình thì khá khoái đội hình Liverpool những năm 95 2000. Nhưng mà đập vào mắt mình nhất là đội hình năm 2005 2006 cho đi. Các bạn mình khá thích đội hình đó, nhưng mà đội hình mạnh nhất của Liverpool nhất là 2001 2002 đến 2005. Và khoảng trước đó 84 đến 95 thống trị cả kia 68. Tất nhiên 68 84 thì nó vẫn mạnh rồi, nhưng mà thống trị châu Âu có vẻ giai đoạn này. Giai đoạn này rồi tới giai đoạn này là tranh chấp với thằng Atletico. Sau đây giai đoạn này là giai đoạn trong mơ nè, là giai đoạn này là giai đoạn hơi cực xíu nhưng mà không sao, nó vẫn còn ổn định vua đốt cúp. Chelsea thì cũng lịch sử hình thành nó ngắn lắm, các bạn thấy các bạn thấy là đá bắt Leicester đó, Leicester một lái lá xếp đó, người bạn thấy là phiên bản Chelsea ít nhất. Tại sao? Đơn giản á, nó là câu lạc bộ hình thành rất là sớm ở London đúng, nhưng mà nói cho cùng á, lịch sử hình thành nó chỉ khi xuất hiện những
đồng tiền từ Nga vào, nó thẳng luôn từ ông chủ Abramovich. Giai đoạn từ 2000 cho đây 2005 là giai đoạn hơi bị kinh khủng, nhưng mà nó chỉ là cái mức kinh khủng thôi, nhưng mà đâu bá đạo. Bá đạo giai đoạn này nè, giai đoạn này vẫn là bình thường, hơi bình thường, nói chung cũng ghê gớm, cũng được. Giai đoạn ghê gớm nè, giai đoạn kinh khủng à, mới gọi là kinh khủng. Nhưng mà giai đoạn mình thích nhất giai đoạn này, 2 năm, chỉ 2 năm này thôi, chỉ 2 năm này. Thích kinh. Đó vậy thôi, có gì đâu. Alvarez thì mạnh rồi, đó là ngày xưa mạnh, thống trị mấy năm rồi, hai là hai 10 năm nữa rồi, vua ông bà xử thì chủ yếu biết sao mình á, đá mạnh đi về chủ yếu là Nakata, nó thẳng cầu vậy. Nakata hay Roma 93 lên 1 với mất ba. Một mà sẽ đâu có rồi chứ, đâu có mà cũng chơi Lasit Italy thì mình nhớ là có, còn bản này mình không biết nha, để mình coi vô cái edit coi. Mất công rồi lại nhiều khê đó bạn, đúng không? Cái thẻ đằng sau á, ba mini, cái là thẻ cầu thủ mà nó đốt tiền kinh lắm đấy bạn. Hồi xưa mình mua mẹ đốt phải lồi luôn nè, thì mẹ các bạn nhìn đội hình này đó, hồi xưa Buffon 21 tuổi, 36 triệu bảng từ Bắc Ma qua Juve, phải vì Buffon mà coi như là qua là xa, phải lận đận cuộc đời là hiểu là ghê gớm rồi nào. Còn tôi đéo thấy Nakata đâu thì con mẹ đéo hiểu thằng nào để biết cái mắt này nữa. Một con người mà à, đây đây thấy Nakata đây mẹ, một con người ảnh hưởng Serie A mãi lồn, nếu được thấy trong sân mãi lồn mẹ kiếp mà mất điêu dân phải lồn. Gì đây đồ mẹ à. Mai để buổi mẹ em mệt mệt mỏi cái lồn, cái mai tính chuyện cái mai à, rồi chuyện mai mai tính đi đậu má. Hôm nay là thứ bảy, vâng, mình stream xíu đi ngủ, để biết ngủ được không, stream tính khi buồn ngủ thì thôi có lý hơn. Còn những bạn sẽ chạm chán du ve ve 94 hay lên 4 được mẹ, đội hình mấy lồn. Ok ok luôn, cái mẹ nó tới đâu tới đi mẹ, đội hình téo gì đây, Totti bố ta nói mấy đội hình mạnh vậy, nhưng mà tôi đéo quan tâm à, Nakata đúng không, những khác đéo quan tâm đã xong dạng vậy thôi. Giọng mình lại nghe như say vậy, mẹ khổ vời, khổ vời khổ vời lồn cái hiểu sao vô cho trong mạch quá, má mình cũng thấy cái camera này nó nghiêng mẹ đi phải lộn. Ủa điệp mẹ mới nó bốc banh rồi, lộn như ve đá đi dân thế nhờ. Ủa điệp mẹ mất banh là con chó, có điệp mẹ đi dân thế. Ờ đi chuyện mẹ đang ghê đi, để suy nghĩ nghĩ ra chung vấn đề ông đấy nghiêm trọng đâu, cùng lắm thì Tết thì đéo có, chắc có tiền ăn Tết thì mẹ như mọi năm thôi, đến tới trẻ luôn đéo phải là cái giống lắm. Vì mà các cái rồi cũng không uy tín, làm ăn đấy có uy tín, đó là cũng cặc đơn giản mà nói chuyện à, hồi đi đặc sắc hồi mới biết được cái tiệm đó gần nhà, coi như là
quanh đó là mình quen biết quá trời luôn, người ta kêu cho nợ cũng được, thiệt mẹ bởi lâu lắm, nợ là chịu bình thường. Chỗ đó được mẹ đúng 700 ngàn đéo cho mình nợ, cay bởi lâu, nhưng mà mình nghĩ là cái điệp mẹ người ta đéo với mình là ai, người ta mới mở đéo với mình là ai, mình đặt có cục sắt điệp mẹ 700 ngàn, 19 ngàn một ký. À phải lồn điệp mẹ, tôi đang nói chuyện điệp mẹ thằng nào đã vô vậy. Tôi nhìn quen quen nó đi Euro đúng không? Điệp mẹ tôi nhìn cái áo, ồ điệp mẹ phải lồn, lô bàn thắng hay lại. Điệp mẹ làm, điệp mẹ phải học nhớ đời không? Điệp mẹ người ta đến mình là ai hết. Điệp mẹ 700 ngàn tiền sắt bạn chia cho 17 ngàn các bạn ra bao nhiêu ký, sắt có bấy nhiêu ký à. Cái việc người ta mình cho dù là cục sắt nó có nặng tiền đéo nữa, quen đéo mình nợ, nếu để có đéo quy tính để mình nợ nợ để trả được cái nhỏ cái máy được mẹ, cái máy phải lồi lắm được mà. Giờ như còn cái máy này được mẹ, nó cái được mẹ lồn chuyện ca phu rồi có chuyện đấy tử tế lồn nhất, mà mình đéo ca phu đá đồ đồ đéo đó đó mà hay được mẹ Brazil thế, Nam Mỹ chắc cũng thế. Nakata phong cách ở địch con mẹ lắm coi em gì đó. Đó cái địch mẹ mà lấy bàn tao mày lấy bàn tao để thấy mày thấy cú sút chưa, nó phải thế chứ. Mày hả mày để mà thấy cú sút chưa cong nữa, nó cong cái cuộc sống là khó khăn đấy, nó sẽ bạn như vậy đó. Giờ nói thiệt mà giờ mình nói với khách rồi thì bây giờ cho em thêm tuần nữa ok, khách hàng cũng ok nhưng mà đụng một mất uy tín, mà đụng bây giờ cố gắng mấy nữa chưa chắc thứ hai đã có cửa hàng đã giao, mẹ nó khốn nạn thế, nó có ta có đụng má nó đặc biệt mẹ nó có hay quá chùi mẹ đi, nó suy nghĩ tôi mua lo phần còn lại các bạn thấy không, để mà Italy giờ nó đá là cái kiểu kiểu Elastico phiên bản Italy là nó đá ở đây, nếu đá là thì Ý, nó đá ở Việt Nam đẳng cấp, sân Việt Nam mẹ tốt quá mà, nó ngồi ấy một đường truyền của địch mẹ ăn lồ rồi vô David Edgar thì mà chịu đéo nổi lồ này thì mẹ muốn truyền được mà tuổi lồ thì hôm nay là tôi thì mình nói thiệt các bạn cái đẳng cấp ở đây chỉ có Nakata đẳng cấp ở đám này thì đéo nào đẳng cấp thì mẹ ơi. Từ từ để mình xuất phạt của này coi địch mẹ, để mình xuất phạt của này coi để mẹ mình hơi thuộc luôn, hơi thuộc luôn. Ủa, địch mẹ nếu vào thì mẹ trốn trốn ngay địch mẹ, quên địch mẹ còn Juve nó sẽ mình chết địch mẹ. Ủa, địch mẹ mình tập của này phải lồn lắm ấy, địch mẹ nếu vào nếu tin được. Tuổi rồi còng một xíu tạt nó mới dính mà đu ta ở mẹ vẫn luôn mẹ tạt vậy mà đấy dính đầu lồn nào phải lồn ở điện mẹ lồn là chuyện ngu thế nhỉ, rồi nhắc cái chuyện cho tôi tây ra tôi tây chầm banh lên đụng nó qua đẳng cấp cái đem kia đá nó chặt rồi. Sau về sư đá cũng hay, Venter đá cũng hay, Venter mặc dù đá cũng cũng chỉ gọi là kiểu hơi giống nghỉ hưu một xíu, giống như công việc bán thời gian vậy, nhưng mà cũng hay. Tô Tây chuyền banh hay lắm, được mẹ chuyền game bên sân mình đặng ỉa, được mẹ lâu thế, úi rồi, ôi nó mẹ banh rồi vẫn lồn. Mày á mày vợ Nakata mày Nakata vãi chết con đi mèo luôn, mình là fan của ông này luôn, để mình coi video ông này mà đá hay vãi, một cầu thủ Nhật đá ở Ý
Các bạn hiểu, chắc chắn là chuyện Fantasista hồi đó, hồi xưa là vẽ về ổng, lấy cảm hứng của ổng, nếu là của ai á. À, cái địch mẹ chuyện Nakata đéo chuyện ngu này, địch ngoại mày phu cà phu úi rồi được con tạt tạt cánh thì chú sa nào được mẹ ít con mẹ à, ơi sư tử được mẹ. Nó là phải lồi ở thì phải đá thôi. Nói chung giờ Discord nó có thấy đé đé nào mà thấy mệt. Nó lại vấn đề nó không có một số lần tụi nó kêu mà nó game kiểu mình thiệt mình mệt quá được mệt thức đêm mà mệt mình dành tâm trí cho game đó mình ỏi kiểu mình đé nào làm được ỏi bảo vậy đấy ngày đấy cũng thích chịu nổi lâu chơi được này mình đúng nó nổi có cái gì mà kèm biết được hôm nay lỡ làm việc mà thức đêm mà ok kia quên luôn rồi chứ nếu hai mình hào hố nhiều ngủ nếu được không còn chơi game nó nổi đúng sốt bệt con mẹ nó vãi lồn úi rồi từ từ nó mà ta được mà kỹ thuật cố địch con mày kỹ thuật lồn như thế này cái ngang nếu được thì bạn tôi nó chặn mẹ rồi phải lồn được à ra mà đéo phải càng nghe nhưng vẫn sút mẹ luôn. Ôi dịch mẹ phải lồn, ôi dịch mẹ bị đè ơi. Lồn nó còn nói chuyện đâu. Ôi dịch mẹ nó chạy luôn. Lồn thôi. Hay quá. Hay quá, dịch mẹ đúng phong cách Nagata luôn, dịch mẹ mô phỏng hay nữa luôn. Hai thằng chạy theo nó chứ dịch mẹ. Chạy hộ nó phải có đủ má tạt cái đó thì đủ có lồn cà phô nè cà phô điện nè cà phô chạy luôn nè cà phô chạy theo kèm nè đủ má cà phô chạy kèm mới được rồi em sao đâu ủa chết con đi mẹ đi sao đủ mà eo sao nếu ủi ra đủ mẹ phế này cái ta đâu về kèm coi đủ má hiếu người kìa tấn công thì đủ nó lồn đủ má lồn. Đúng má cái tụi lồn à thịt mẹ đeo bê rô phải lồn rồi à. Ra đâm đéo được mẹ quốc đụng đụng mới mình định lui xuống cái mình chạy bật lên cái cho nó nhanh bán tốc độ đụng nó mình lui lố quá à dẹp biên lố quá dẹp biên lộ liễu quá chết mẹ 1077 xong gỡ đây mà ý nữa thì đụng nó thử thủ rồi chịu nó nổi nhất là bọn Juve nghe gặp AC vã tôi nói nha mình thì mình khoái AC hơn Inter dùng fan Inter
Nói thì mà đúng là Develo yêu dân phải lo cũng tâm mơi là sao gỡ đi. Hay mình do dân đang ai mình để tận dụng Nakata quá ta, quá sử trọng Nakata. Ôi, mẹ em xanh nó dụng mất banh cho được yêu dân thì con mình chạy được à, chuyện đây à thì bắt ôi thì bắt quậy được đấy. Nakata thấy khắc bọt ngay. Từ 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 có cái chuyện đâu. Úi sợ cũng có chuyện chuyện dài không mày. Tụi có điện mẹ đang là thu banh. Em thu banh tiếng trên đó đều tốt tê kiểu tấn công mẹ hoang dại quá. Con bà nó ui ăn lồn ăn lồn luôn. Úi sợ mẹ mất chuyện dây đủ như cà rồi. Phu ra nếu 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 áp được áp trận nổ được không? Đi giờ thì có điện. Các bạn biết cái kiểu mà ấn đến hai lần không, nó sẽ giống kiểu như cái nút tắt banh của thằng FIFA 24 ở đi. Con mẹ tôi đéo tên được đó chứ banh đó đó nếu được là đủ quá nó phép rồi đều bây giờ hai trái rồi mất dạy thì tôi sẽ trả thù. Để coi nào chúng ta nên để mà lựa cái đội đéo là đây đã chết. Mình thì mình thấy hóa với đội xưa. Hóa với đội xưa. Ồ bắt to. Bắt to đội hình 24, 25 được là ngon, đội hình ngon. Rồi sẽ giúp mình không? Đội đi mẹ Lyon đâu? Đi con mẹ nếu tin được bọc đô bắt xây đây, để thấy Lyon. Quá nhờ. Để tin được, để thấy Lyon à. Kiếp. Mình đã đâm đéo lại đây thì thôi kệ mẹ đi. Chúng ta hãy thì mẹ quay lại thì mẹ đội tuyển khác nào. Này u u rồi em u e rồi tiếng Anh đâu là tiếng Pháp liệt mẹ cùng năm luôn. Thằng nếu thằng liệt mẹ đánh giá là sẽ vô địch, thằng nếu giờ vô địch luôn mẹ. Rồi xin ra là ok. Mắt man học hơi suy nghĩ. Hơi suy nghĩ. Go hay vô. Cái này không phải là do gì mà cảm tính. Chứ nếu phải là keo bắt cam beo là ok rồi, ok chơi. Quá vậy. Cái sợ. Má mồm mà thối, thối mày luôn. Má nãy nói vụ kia là mày thua mẹ luôn. Tức là để qua đâu đây đá cũng được rồi, đâu đây 2.000 chưa, chưa, chưa. Nó còn chưa được mẹ thành tài nữa thì được mẹ đá đánh đéo. Nhưng có, ủa mày. Địt mẹ nó hơi, à đúng rồi, địt mẹ đúng, đéo phải sai. Rồi thấy lộn lộn à, nó đéo thấy thằng liền đó mất mẹ banh đen chó mất không mất 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 xúc địch mẹ đéo vô thôi nha địch mẹ mất. Ô, quen dắt ngay thằng đồng anh nó khác. Úi rồi ơi thì mẹ đúng thằng đồng anh nó khác bọt ngay luôn bằng thắng lại thì mẹ tự thủ dầm đó. Lô đá của bé xấu rất là khó chịu ở chỗ đó, là nó tận dụng hết những gì nó có chứ không phải là kiểu lỗ game hay gì đó phải. Cái thằng cầu thủ đó, nó sẽ tận dụng hết những gì nó có, nó không hề đơn giản như bạn nghĩ. Rồi FIFA 19 lỗ game với lâu
nó kiểu gì chết đề vô kiểu bởi bạn nó đéo tin, không phải đéo tin mà kiểu mình chưa test đó, mình chưa thấy mà cũng đéo tin lắm, chưa thấy là chưa tin á, cho nghe không bằng mắt thấy được mẹ cài vô được ngoài quán nét, ngoài quán nét bạn xong cái mẹ ngồi chơi thử mẹ luôn mất mẹ mẹ 20 phút trưa của mình đấy, mẹ cài máy nhanh vậy luôn. Nó có sẵn một cài mà nó không có cài sẵn vô máy, nó có sẵn một cài vô máy nhưng mà nó không cài vô máy, nó chờ khách tới chơi nó cài được, mẹ vẫn luôn nó kêu cài cũng máy lúc được rắc lúc được lúc không nếu cài Panama này. Panama hồi xưa đá cho ra cũng ngon mà tiếc sút nè được mẹ mà thấy Alan Shearer sút cũng sút luôn mà nhìn nó khác bọt ngay. Động tung người luôn bỏ trong là nó sẽ chìa ra ngoài nè nó không có chặt đâu không phải do bạn không phải nó thoái xuống nó kịp thời kia đâu tại vì bạn bó ở trong á là nó sẽ chìa ra ngoài bạn hiểu nè nó tận dụng mọi 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 cái nó khá là hay giờ dụ như bây giờ bạn kèm bó trong nó chìa ra ngoài không biết cầu thủ bạn đang ở đâu không bạn phải lộn nếu kêu được đó bó trong cái chuyện ra ngoài à, nó tính toán ra lắm chứ nó đơn giản như bạn nghĩ đâu rồi xin ra đánh đầu nè đánh đầu qua trong kia rồi kéo tới nè biết quá mà có cái ngoài nó cay thế nó là xin ra châu vậy. Quen đến đi băng rồi thì ngầu vậy cái thâm đi chậm mà ngọt hơn chậm ngọt hơn ví dụ như pha đó Nagata là qua được nhưng mà phải không qua được tại phải thâm chậm hơn nhìn nha ngọt hơn ha. Okay. Hay thế. Hay thế. Hay không nhanh nhưng mà nó ngọt. Pha đó là xe xíu là mình qua luôn á, thằng kia nó đẩy thêm cái nữa là qua luôn, mà nó không đẩy, mẹ hiểu ý vậy. Ồ phải mình đang suy nghĩ là trong giờ bốn mình mua Simen hay là thằng kia Helaman gã điên mình không thích gã điên mình cũng không thích David Simen luôn không thích tốc đuôi ngựa mình suy nghĩ má Malaman là kiểu bạn biết kiểu mà chạy phần hợp không phần hợp của tôi là cô tiếng Anh không là kiểu đó là ép chặt cái đầu hết sút à đục mẹ đấy vô mẹ chó nói chung là tiếng Anh xếp hàng tiền đạo á nếu bây giờ được hai nói chuyện với nhau được không thể toàn chỉ đánh đầu cho đằng sau là kiểu làm tường bật lên nếu giờ chuyện với nhau cũng ngon lành được nếu chuyện ở bê giờ nó sẽ đúng tiền đạo rồi Harry Kane quốc một phát một chuyện châm banh nó sút châm banh đánh đầu bằng chứng rồi nó ghi được hai bàn thắng mẹ quý giá vậy luôn chẳng đéo gì quên mẹ rồi. Nó phải là thế này chỗ đấy để banh được luôn rồi
dài, đừng có dài, đừng có dài, đừng có dài, đừng bậy và chết. Đụng đảo cánh mà đụng nó xa quá. Tiếng Anh á thì bạn không không sợ thọ đánh đầu lắm đâu. Tình huống nào đánh đầu á, cỡ mà chuẩn bị trước á, ít khi nào thua á. Đánh đầu liền hơi 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 dễ thua thôi. Tại nó chưa có ba, nó chưa có ba ra sẵn. Mẹ vẫn luôn. Đó. Chưa có ba ra sẵn. Để cho nó. Vậy mẹ mười con đi gửi hóa đơn các kiểu rồi chứ. Mẹ nó, đến với công ty thanh toán tiền mình không thấy gì cất rồi đó. Nuốt luôn. Ok, ủa nếu nuốt à, nuốt ban luôn. Ồ đúng rồi, nuốt ban đúng rồi, đúng rồi. Nuốt ban luôn đúng rồi, ok. Chuyện quy lúc. Cái đó rất khó quy lúc chuyện lên nè. Không phải không được, rất khó luôn. Ừ. 22 mét công thức. Ok. Phải lồn xuất nó vào. Cái điện thoại nó luôn được. Ơ à, chuyện thẳng vậy mà cũng có thằng đón đón đầu được, đón banh được. Rồi máy này cái giờ buổi chiều tụi ra mình làm 8:30 mà nó ra, rồi bữa đó 5 giờ khoảng 7:20 mình stream đó. Dạ 8:30 mình mới xong đó thì mỏi như lộn. Cái việc mẹ nó, tôi mới lên thì mẹ đã cầm xíu thì mẹ một đều mẹ cú sâu sâu. Hơi khó đây, tại vì của tiếng Anh á, thường phải ăn bàn sớm, chứ ăn bàn trễ dễ thua lắm. Đánh đầu. Sợ lắm, lo. Ok, còn mẹ nó vãi đâu. À. Đâu phải lồn luôn à. Di Lăng nguy hiểm quá. Đất Việt Nam Di Lăng cũng lót tay phá. Không có chuyện cho bên kia được. Chuyện quá mà làm ma mà nó ở nông quá. Không có đường biên. Quen rồi, quen rồi. Kích con mẹ nó chưa kịp để yên đê nữa. Không. Sao, ôi, ơ chứ cái hồi trái kéo rồi. Vô, ui, thôi. Rồi Henry trên quê mẹ tiền đạo số 1 châu Âu rồi nó đéo vào lộn. Ừ.
mấy năm mà anh đá kiểu xe em kiểu chạy phục 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 chậu. Nhưng mà nó hiểu Tây Ban Nha là dành cho nó luôn ngôi sao. Thằng đéo này nó cũng suy nghĩ là ngôi sao nên đá kiểu đéo gì mày cũng tính chó đi. Nên nó cũng hiển đâu. Mà đúng thiệt đó là nơi ngôi sao thiệt mà. Có ngôi sao tỏa sáng vãi. Nhưng mà rất là tiếc chấn thương nhiều. Kaka. Xin đi cao chỗ là. Vâng. Hơi lộng má một đều rồi. Sáu sáu rồi lại ngủ chắc mình cũng ngủ à giờ thấy ngủ nếu ngủ được không cảm ơn bạn thằng chim rồi thì vậy đó ngon đuối chết mẹ rồi. À,